Hoàng Bảnh xin kính chào cô chú anh chị, quý khán giả, quý mạnh thường quân đang xem kênh của Hoàng Bảnh. Thì kính thưa tất cả cô chú anh chị ơi, thì hôm nay Hoàng Bảnh đến thăm một căn nhà ở ngoài ruộng của chú anh chị. Thì nghe nói là có một bà lão cũng tuổi rất là cao rồi, nhưng mà đang gia đình rất là khó khăn, không có đủ điều kiện để chăm sóc bà của chú anh chị. Thì hôm nay Bảnh cũng được sự giúp đỡ của một người chú. Chú là người giới thiệu cho con đó, rồi nhà bà cụ thì là sao, có con cái gì không chú? Ông con cá cũng có mà bả già quá rồi, người nghèo nằm chỗ nữa thì con đâu có đi làm ăn gì được. Trong Covid này là bả thấy bả nhà bả hơi khổ, không có ai vậy đâu, bả bệnh nằm yên một chỗ à. Rồi thấy tôi thấy nghèo quá tôi mới giới thiệu cho để tiếp. Cảm ơn chú nhiều ha. Bây giờ thì Hoàng Bảnh cùng với chú để mời tất cả các chú anh chị và quý mạnh thường quân cùng vào trong nhà để thăm bà lão ha. Trước tiên thì Bảnh có mua 5 hộp sữa của chú anh chị pha cho bà, lỡ khi bà ăn ít thì mình có sữa để cho bà uống, pha cho bà uống ha chú ha. Dạ. Rồi mời tất cả nhà mình cùng vô trong. Ô chào các con. Dạ em chào chị ạ. Em xin phép vô nhà ha. Rồi. Rồi chào cả nhà luôn ha. Dạ thì chị ơi cho em hỏi là chị là sao của bà À, tôi là con bà. Dạ, Dạ, vậy là. con trong nhà. Dạ. Nhà mình mấy người chị? Ở thầy tôi với bà với con tôi nhỏ, thằng trai với thằng con ruột. Thì anh trai hồi nãy đó hả? Rồi đây là con của ai chị? Cái đứa nhỏ nè. Cháu nội. Dạ. À, cháu nội ở đây Vậy. mình ở như là cái con của chị là chưa ra riêng luôn hả? Dạ. Rồi em chào chị luôn ha. Chị là sao chị này? Là con dâu. À, chị là con dâu của chị Dạ. hả? Rồi. Rồi chào mấy anh ha. Rồi có em bé ăn sao nữa kìa. Quá trời à. Hai tháng mấy rồi. Rồi, em xin phép em hỏi thăm bà chút xíu ha chị. Dạ. Dạ con chào bà ha. Rồi bà khỏe không bà? Khỏe rồi. Dạ. Rồi à, bà có ăn cơm được không? Ăn không được đâu. Chúng Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? trăm trăm buôn rồi. Wow. Ở nhà ơi thì bà lão thì tuổi được là cao lắm cô chú chị, tuổi là 84 tuổi của chú anh chị mà còn rất là minh mẫn của chú anh chị. Rồi hôm nay con lại tới thăm bà nè bà. Dạ, bà vui không? Quý cảm ơn nha. Dạ. Rồi hàng ngày thì bà ăn cơm được nhiều hay ít bà? Ít ra. Ít đó hả? Rồi bà có uống sữa thêm không? Có. Có hả? Dạ. Dạ, con cảm ơn bà ha. Bà ngồi về có mệt không? Hay là bà nằm xuống Con mẹ sao? Dạ, không mệt à. Dạ, bà 84 tuổi mà bà vẫn khỏe ha. Chơi chị ơi, có thể ngồi đây với em chút xíu hả chị ngồi đây nè. Rồi con gửi sữa này cho bà uống có sức khỏe không bà ha. Dạ thì lần đầu tiên thì con không biết bà uống sữa nào thì con mua sữa này thì uống cho bà có sức khỏe bà ha. Dạ, vui không bà? Dạ, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn như cô Mạnh Thường Quân á. Chị ơi, chị ngồi đi ha. Chị qua đây đi. Bây giờ mời tất cả cô chú chị cùng gì ra nhà sau thăm nhà mình nhà của chị ha. Không quên nữa chị, nãy chị tên gì á? Ồ, chào các con. Wow, nhà mình là ở ba nhân khẩu hả chị? Là ở hai gia đình ha. Rồi, chào anh. Ủa nhà có nhà trước vậy thôi hả, là nhà sau gì mình Nhà không sao có không có gì vậy? không hả? Mưa Dạ. nè, hồi hôm rồi á bị sập luôn á, mưa gió À, rồi hôm rồi rồi. anh này là sao, anh này hồi nãy Thằng này là con. con à, Dạ. là con ruột của chị. Dạ. Rồi. Đứa thằng này Dạ. ba thằng trai mà té té xong chết hết hai đứa rồi, em nó còn nó một mình nó là có vợ bốn đứa con rồi. Dạ. Em trai này có vợ rồi. Dạ. Con nó đó. Rồi mình không có đi làm đâu á anh. Dạ cũng đi bốc vác vậy. À, ý là mình làm dưới quê hả? Dạ. Dạ. Rồi, quê nhà mình không có Tính bếp qua ga dịp bếp gì này hết đi hả? á, mà bãi điều bãi gì nào giờ người ta nói đi chưa được, đại qua Tết mới đi làm được, đi hái điều á. Dạ. Dạ. Rồi nhà mình là không có xài bếp ga hả chị? Không có gì hết trơn á. Hồi xưa giờ là mình xài bếp Xài bằng củi. củi không đó. Củi đó mình mua hay mình lượm? Củi lượm củi nhà đó, mấy cái điệp đó rồi cưa cưa ra làm củi phơi. Rồi không có giờ mình có cái nước ha, Có cây nước mua có tư cái nước rồi. ha. Dạ. Dạ, nói chung là chưa có toilet thôi, toilet mình tạm bợ vậy thôi ha. Dạ đi bờ đi bụi không à chú. Ôi hạn chế ra ngoài chị. Dạ.
Ha, mình kiếm coi mình thiết kế sao mà làm cái toilet cho nó gọn ha, tại nhà mình đông á. Thôi mời cả nhà mình cũng lên trước ha. Dạ dạ. Chị tên gì chị quên rồi. Tên Giang. À, chị Giang ha. Dạ. Rồi em mời chị Giang lên trước ha. Dạ dạ. Chào con. Chào chú đi nào. Rồi không biết nói rồi. Dạ thì à, chị ơi thì chị cho em hỏi là gia đình mình á ở đông gì á, rồi mình có ruộng đất gì làm không? Không có. Rồi vậy là hồi xưa bây giờ là mình không có ruộng đất hả? Không có gì. Đi làm mướn bằng thuê ăn không à. Đi dặm kia nọ, dặm lúa dặm gì rồi đi hái thuê. Năm nay không có thuê hái, tại ông chủ nó bán hết mấy mẫu rồi, còn có một mẫu rồi, làm không có đủ tiền xe nữa, không có tiền cất nhà sao luôn. Thất nữa, năm nay thuê thất nữa. Là thường thường gì gia đình mình đi làm mấy người? Làm nhầm khi hai cha con nó đi, nhầm khi tôi cho con ở nhà, tôi với cha nó đi, nhầm khi cho nó ở nhà coi bà ngoại. Rồi bây giờ kẹt, vợ nó sinh đẻ rồi không có đi coi được. Thành ra tôi ở nhà rồi, hai vợ chồng nó đi mần. Bây giờ kẹt, con nhỏ nó không có đi mần, chồng nó sẽ đi mần mỗi ngày. Đi làm lúa, bốc giác bây giờ hết lúa mần rồi. Sống qua ngày, dư thì không dư, thì sống qua ngày kiếm nồi cháo. Dạ. Vậy là không có ruộng đất mình để làm, để mình trồng trọt gì luôn hết chứ? Dạ, dạ. Dạ. Chị đó có nền đất này thôi. Vậy là có nền nhà thôi ha? Dạ. Rồi cái nhà mình cất lâu chưa chị? Cất này cũng lâu lâu rồi, nhà nước ta cất cho bà. À, dạ. Cất cho bà ngoại ha? Dạ. Đây là mẹ của chị là kêu bà ngoại luôn đi ha, cho dạ, nó dạ, tiện dạ. Ha. Dạ. Trời ơi, các con quá trời luôn, sao mà là cháu nội không hay là cháu ngoại? Không á, tôi ba thằng trai không à, không có con gái. Dạ, là cháu nội không ha, quá trời luôn. Có đứa nào, bé nào đi học chưa chị? Chưa. Rồi, bé này có chích ngừa chưa? Bé này chích, có hồi nhỏ có chích. Ý là mình chích ngừa vaccine đó. Ờ, không có. Chưa ha, chưa đăng ký ha. Dạ. Chị ơi thì hôm nay thì em nhân dịp em tới đây á, thì em thăm bà cụ á. Dạ. Dạ, để em có mua 5 lon sữa ha. Dạ. Là mỗi lon là 20.000 đó, thì em mua 5 lon là 100.000. Dạ. Dạ thì nghe chị chia sẻ với em là không có ruộng, không có làm lúa, thì em sẽ mua cho chị là một bao gạo ha. Dạ, dạ. Chị mừng không? Dạ cũng mừng, chúc mừng người. Cảm ơn. Dạ. Ta giúp cho được vậy là cảm ơn. Dạ. Kính thưa tất cả các chú anh chị với khán giả với Mạnh Thường Quân đang xem kênh của Hoàng Bảnh. Dạ thì hôm nay Hoàng Bảnh đến thăm nhà của bà cụ của chú anh chị, thì con cháu thì cũng khá là đông, nhưng mà do không có ruộng đất để làm để trồng cấy của chú anh chị, thì thời gian dịch này vừa qua thì các con của chị thì là cháu của bà cụ thì không có đi làm được. Và Bảnh vừa mới thấy thì sinh một em bé nữa các chú anh chị, thì gia đình cũng đang là khó khăn, thì Bảnh sẽ chích tiền của cô Như Nguyện để mua gạo và mua sữa cho bà, rồi còn dư một ít tiền Bảnh sẽ trao cho chị để mua thức ăn cho bà sau. Chị ơi thì em sẽ chích tiền của một cô Mạnh Thường Quân, đó là cô Như Nguyện ở Canada, là mua gạo cho chị ha, với lại mua sữa. Dạ thì em mua gạo cho chị là một bao là 25 kg, loại gạo ngon là hết là 340.000, quà tiền sữa là hết 100.000, nó trị giá là 5 lon, nó trị giá là 20.000 một lon, là hết là 440.000, là hết là 440.000 á chị. 560.000 thì em gửi cho chị là tổng số tiền là 1 triệu, nhưng mà em mua gạo với lại sữa là hết 440.000 rồi. Yeah. Em sẽ trao cho chị là 560.000 ha. Yeah. Rồi cho chị mua thức ăn cho bà lão, hay mua cá hay thịt gì đó nấu cho bà để cho bà có sức khỏe ha. Dạ. Cảm ơn rồi chú, mấy chú mấy chị. Thì cảm ơn Mạnh Thường Quân á. Dạ. Cảm ơn cô Nguyện. Cô Như Nguyện. Cảm ơn cô Như Nguyện. Dạ. Kính thưa tất cả các chú anh chị, thì Bảnh cũng đã chích số tiền của cô Như Nguyện, đó là 1 triệu đồng. Và Bảnh sẽ đã mua gạo 25 kg và 5 lon sữa ông Thọ là hết 440.000, còn dư lại là 560.000. Bảnh sẽ đưa lại cho chị mua thức ăn, là mua thịt và cá để nấu cho cháu cho bà ăn đó chú anh chị. Rồi chào con. Con trai. Thôi chào chú đâu con gái, lại đây chú hỏi thăm cái coi.
Thầy đây nè, chú hỏi thăm nè con. Dạ. Sao ngồi đó vậy? Hồi sinh ra nó không có được bình thường, nó bị giật hoài. Sao vậy? Nó bị giật á, giật hoài. Bé nãy hả? Từ mẹ nó đẻ ra giật tới 8 tháng tới 3 tuổi mới hết. À, vậy là hết hẳn chưa? Hết rồi, bây giờ nó còn hơi lừ đừ. Là dạ, bé gái nãy ha? Dạ, nhỏ thứ hai, nó có được bình thường chú. Hèn chi thấy thấy em lại thì chạy. Người lạ chạy ha. Dạ dạ. Dạ. Không được. Chị cố gắng dạ, chăm sóc bà đi ha. Dạ, tại vì dạ, là mẹ ruột mình ha, phải không? Dạ, bây giờ bỏ đi đâu. Dạ. Rồi mua thịt cá cho bà ăn đi rồi. Rồi bà ơi thì vậy mà con có mua gạo với sữa cho bà ha. Dạ. Dạ. Rồi còn dư một ít tiền đó con đã gửi cho chị rồi, rồi dạ, chị sẽ mua thịt cá cho bà. Dạ. 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 Bà gắng giữ gìn sức khỏe cho bà. Dạ, cảm ơn nha. Dạ. Dạ. Bà cụ 83 tuổi rồi rất là còn minh mẫn đó chú anh chị. Bà còn cứng quá ha. Bà có đi được không hay là bà ngồi bà nằm hay là đi được chút chút. À. Đi có được đâu, nằm gì một chỗ gì đó. Đó. Ừ, nằm gì một chỗ gì đó. Rồi cho bà ỉa đái thì để cái bà cho bà mặc tả đó, không thôi là để cái bô rồi dựng bà mới được, không dựng là bà té là đi liền. À, là ngửa ra sao á? Dạ. Rồi. Dạ. Vậy là bà ăn uống là bình thường hả chị? Ăn uống bụi cơm vậy ăn được 2 muỗng. Hai muỗng. Nếu mà có canh cũng 2 muỗng, nếu mà không có canh cũng 2 muỗng. Chị có thể mai mốt nè, sữa này nè, chị có pha múc mình đổ ra một cốc nhỏ đó rồi mình pha mình múc dạ, để đút cho bà uống như là một ly nhỏ đó cho bà có tăng sức khỏe. Dạ dạ dạ. Chị nhớ pha giùm em ha. Dạ dạ. À. Cảm ơn bà chú. Có sữa cho bà uống hả bà, mừng không bà? Dạ, mừng. Dạ. Bà gắng sống 100 tuổi bà ha. Dạ. Dạ. Rồi. Thì con xin phép bà công gì hả bà ha? Dạ. Dạ. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn cô Mạnh Thường Vân là cô Như Nguyện á. Dạ. Dạ con xin phép bà công gì ha. Cảm ơn. À, thì chị ơi, chị có thể là ra đây em trao gạo cho chị luôn nè. Kính thưa tất cả các chú anh chị quý khán giả với Mạnh Thường Vân thân mến, thì Bảnh cũng đã mua gạo với lại sữa. À, đem ra gửi cho gia đình chị Giang để chị Giang có gạo nấu, tại vì gia đình của chị Giang thì không có ruộng lúa để làm của chú anh chị, và Bảnh cũng có chích số tiền mua 5 lon sữa cho bà cụ để cho chị Giang sẽ pha sữa lúc nào đó cho bà cụ uống cho có sức khỏe. Thì chị ơi, chị nhận gạo giùm em ha, là Mạnh Thần Quân gửi mình ha, cô Như Nguyện ha. Dạ. Em xin phép chị gì ha. Dạ. À, chúc chị thật là nhiều sức khỏe và luôn may mắn năm mới phát tài hả chị. Dạ. Cái gì hả bà ha? Cảm ơn nè. Bé không chưa biết nói hả? Dạ. Biết rồi. Ôi. Ôi chị, mấy đứa rồi? Chị dạ, mấy đứa? Dạ bốn. Trời ơi, bốn đứa hả? Dạ. Trời ơi, kế hoạch chưa? Nghĩ rồi. Đây là kế hoạch chưa? Dạ, rồi. Kế hoạch rồi ha, bốn đứa đủ nuôi ha, có đúng, trai có gái đều chưa? Dạ có rồi. Rồi, chúc mừng nha. Thôi nhiêu đây đủ ha, để dạ, mình để bé lớn thì mình khỏe hơn chứ, để sanh nhiều quá cực cho mình á, sợ tội mấy bé sau này nữa ha. Thì mình đang khó khăn á, mình hạn chế để cho em góp ý cho gia đình mình thôi ha. Chị đồng ý không? Dạ đồng ý. Rồi. Đồng ý với chú anh chị. Kính thưa tất cả các chú anh chị với khán giả với Mạnh Thường Vân thân mến, thì ông Bảnh cũng đã thăm bà cụ 84 tuổi rồi của chú anh chị. Và Bảnh xin phép tất cả các chú anh chị khép video tại đây và kính chúc tất cả các chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.